Trên diện tích hơn 1,5 hecta, gia đình anh Văn Ngọc Bằng ở thôn An Điền Nam, xã Cửu An, thị xã An Khê chủ yếu trồng cây quýt đường và trồng xen một số cây ăn quả khác. Qua 5 năm chăm sóc, vườn cây ăn quả của gia đình cho thu nhập ổn định. Với kinh nghiệm tích góp từ sản xuất và học hỏi, anh đã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn nhiều hội viên tham gia nông hội để trồng, chăm sóc cây ăn quả hiệu quả hơn. Có khi một tháng và có khi là một quý thì mấy anh em trong cái tổ này mà có xây thành lập một cái tổ hội luôn để trồng chiên, trồng cây ăn quả, trong đó là trồng vải, rồi trồng cây có muối, rồi một số cây như ổi, rồi cũng anh em cũng trao đổi kinh nghiệm, rồi mình cũng học hỏi. Và bây giờ qua mạng, rồi qua anh em mình học hỏi, có nào có kinh nghiệm hay thì trao đổi để phát triển kinh tế. Nông hội trồng cây ăn quả và ươm cây nguyên liệu ở xã Cửu An được đánh giá là một trong những mô hình hiệu quả nhất trên địa bàn thị xã An Khê. Qua hơn 2 năm thành lập đến nay, nông hội đã có 32 thành viên tham gia với diện tích 20 hecta cây ăn quả gồm cam, quýt, dừa, ổi và ươm cây bạch đàn, tràm, phục vụ cây giống đáp ứng nhu cầu người dân trên địa bàn. Các thành viên của nông hội thường xuyên duy trì hoạt động trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tiêu thụ, quảng bá sản phẩm, từng bước mang lại lợi nhuận, từ đó tạo thêm niềm tin khi tham gia mô hình nông hội. Trên địa bàn trồng rất là nhiều loại cây ăn quả và trên rất là nhiều cái thôn khác nhau, nên là về cái nhận thức về cách chăm sóc của các loại cây khác nhau, nên là các cái hội viên nông dân là họ muốn có một cái điểm để họ trao đổi kinh nghiệm, nên là bên hội nông dân phối hợp bên chính quyền địa phương đã thành lập ra cái mô hình nông hội để các cái hội viên có thể trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ các cái kinh nghiệm trồng các loại cây ăn trái, và khi có một cái vấn đề gì trục trặc về kỹ thuật thì hội nông dân và địa phương có thể là phối hợp với các cái ngành cấp trên giống như trung tâm nông nghiệp để về là hướng dẫn kịp thời cho các cái hội viên được trong cái khâu chăm sóc hoặc là phòng trừ sâu bệnh hại trên các cái cây trồng. Hiện nay trên địa bàn thị xã An Khê đã thành lập 10 mô hình nông hội, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Các mô hình bước đầu đã liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu nông sản. Qua đó các hội viên có môi trường thuận lợi để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời góp phần cổ vũ động viên và hỗ trợ nông dân tham gia khởi nghiệp.